Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kiện toàn bộ phận một cửa các cấp. Song song đó phải tiếp tục thực hiện, tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính, dịch vụ công, nhất là giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích đối với các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, như chế độ chính sách, đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng, hộ tịch, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, công an, v.v. Đặc biệt phải thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cải cách hành chính cho công chức, viên chức.